Bác sợ mắng chữ trong đêm. Thầy nói nào niềm báo cho quý vị, mình già lại bị chúng đã phê bình. Già như của mình ráng tu rồi trẻ, thầy không thiếu vẻ. Bá tăng làm chi, lửa đốt phượng phi tâm mình còn nông. Già mà mơ mộng nghiệp cộng chất đầy. Mau mau nghe thầy nói vui quý vị, mình già không bị quá trẻ lại rồi. Tâm già bồi hồi bỏ đi cho khỏe. Bài này thầy vẽ, thầy nói lô tô, anh chị chú cô có tiền ra đọc. Có vui không? Ừ, nói vậy đó, mình đừng có rầy ai nữa nhớ không? Vậy cái nó già dữ lắm à. Nó vậy để tu, để tu thấy đức bổn sư Thiên Ca 32 tướng tốt con mình cũng có vậy nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ ở đây không phải nói dối mà nói dốc. Kỳ dân cư sĩ có nói thầy ơi, thầy nói vậy không sao đâu con, thầy nói dốc đó. Còn ngoài nói dối đó, nói dốc là cao. Kỳ dân nó thôi hết nói ông rồi, nói gì thầy dành nói hết, còn gì con nói láo nói sượt này kia nọ. Còn thầy với tất cả đồ đệ nói dốc, cái dốc thì nó cao, nói cao chứ không phải nó thấp đâu nha không. Ừ, nói như vậy thì xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm băng tín đồ Phật giáo, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại cầu nguyện cuộc lễ hôm nay xin sư phụ chứng minh, đức thầy chứng minh, Đạt Ma sư tổ chứng minh vì ngài đi năm non bảy núi để nguyện độ chúng sanh. Hôm nay con đương đầu để chịu đựng qua những cái ngày này, chúng con sẽ hiếu pháp. Ngài đã tác giả con dịch giả ra để cho bà con bây giờ rất thông thái nhiều lắm thầy ơi. Chứ không phải như ngày cũ đâu, nhưng họ đã rạng ánh sao trời, họ đâu có cho ai biết. Nói là nói, chỉ là chỉ, hướng dẫn là hướng dẫn, như trong người ta đã đặt âm sâu lắm rồi. Người tu giờ này kiếm cũng không được nữa. Vì ta tu là ta đang chùi viên ngọc trí của người ta, ta giấu trong kho tàng. Ta đâu có dám nói với ai, nói ai ta cướp con gì. Bao nhiêu đời kiếp mà mình đã đây chuyển được, gặp được cái viên ngọc trí con người mình đó, trí óc ra ra thì mình mới làm được gì, còn bằng không á. Cũng như cái người đi hơn hơn hớn hở, hỏi không biết gì trả lời hết á, ăn còn đổ nhiễu nhợ tội nghiệp không. Đừng đừng bao giờ chê nha, thầy xin lỗi và quý vị quan hệ, thầy dùng cái chữ ngu đi là khôn đó. Ngu là khôn. Đó như vậy đó, hồi đó mình đi Tây Phương ăn uống kỹ lưỡng làm này kia nọ để nhẹ nhàng mới về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà bây giờ khỏi đi Tây Phương, giờ tới thầy đi đâu? Thầy về Nam Phương để gặp mùa Phật hiền. Tịnh đi con, thầy không có bịa chuyện với trò. Thẳng con đường vì thầy giáo đạo thầy luôn đang chờ đợi chiến đò nơi mê tục. Ráng đi con chút nữa rồi ngã gục, ai ai về nhiều thì cất thúc trà mau. Con mình sống bủa ba đào, ráng tu ráng tịnh là anh hào biết không. Nữ cũng vậy, lưu tâm dưỡng trí đại đồng. Nói theo trưng trắc chưa bà trong cuộc đời. Nữ giới ở Nam Phương đó, sau này đổi lại Nam hết con ơi. Tinh thần rất mạnh rồi trung can giấy đầy. Người nữ mà làm được việc hết, làm việc trong mây để bằng nam giới sau này thành nhân. Ngày nay con đã kê gần, ta là bần sĩ trung tầng lâm sang. Rừng núi ơi
trong một đêm khuya. Nhẹ nhẹ trên đàn, tại sao mà bần sĩ còn gian nan như vậy? Tại vì tất cả chúng sanh, tại vì tớ chưa gặp được thầy. Chúng sanh chưa gặp được tổ thì bùng lầy chưa lớn. Ráng tu tình, ráng kề bến cốt nhục, nghĩa anh em tá túc đã rồi. Sự tu hành phải khắc khắc con người, khăng khăng đó để chịu qua nhồi không sao càng. Mình chịu khổ là mình quét đi cặn bã, không để trong lòng mình quý giá dương đâu. Ngồi buồn trong lúc tinh thấu, nhớ trò đặc biệt biết trò ở đâu mà tìm. Ráng đi máu lúc nào cũng chảy về tim, thầy trò mà nhủ bộ bên thiền tâm quân. Con ngồi suối biết đừng sờn ráng mà sửa đạo cho hơn mọi người. Sao hồi nhìn một vị đó xuất hiện đó nè, mặt thì vui tươi, tinh thần chí khí là người rất cao. Ngày xưa mặt úa mai sao, bây giờ mình tỉnh mộng thì mình dựng cờ đau theo ngày. Không sao đâu, có đám khi mình phải giả kẻ ăn mày. Rồi mình tu mình giúp được trong ngoài như vậy đi con. Đạo không có hư tại mình không chăm sóc, rồi huệ tư được gì. Chúng con ráng đi kiên trì nhẫn nhục, đánh giặc lòng dù ngã gục không sao. Xưa kia đánh giặc bằng cờ lao, nhưng mà cũng thắng được giặc Tàu, thấy chưa? Đó là trung trực sớm trưa hiện thần, quân tử đã vừa hay không? Mình cũng tất cả các chị đây đó, là thế giới cộng đồng dựng cờ mà giết giặc để phụ trong nước nhà. Chúng ta thua cũng vậy đó nha, cũng phải biết hải hà. Hy sinh mà đã chết thì qua kiếp rồi. Vậy thanh tịnh có mối thanh tịnh, để mình xa cái bệnh si mê, bệnh chán nè, bệnh cười nè, bệnh lại còn mê. Quên tất cả đường về Tây Phương cành. Bận si đứng đây thầy đâu có sánh, nhưng lưỡng đạo rồi, rồi ba tánh tường chưa. Ta còn đổi gió, đổi mưa, làm tôi cho Phật sớm trưa rồi về. Như vậy đó. Nhưng mà ngày nay mã đáo danh đề dừng cương để tạm vắng, tư bề chưa ra. Chừng nào gió đã thổi qua, mưa kia dứt, rồi bão ta hết luồng. Chừng đỏ ra đất không thảm, trời không buồn, thầy dẫn trò trở lại chưa cội nguồn Tây Phương. Rạc đi đảo tận tường mới thấy, ngày xưa kia làm quay quá cao, bây giờ ta biết ngày nào nhờ thầy chỉ giáo, rồi con mau sửa liền. Đã sửa rồi thường xuyên tu niệm, tu lao chùi hạnh kiệm của mình, tâm lòng ba tánh chúng sinh rồi coi thấy cả, cho bừng sinh lem dơ. Đừng giả dối tôn thờ trời Phật, nhìn thấy cho tỉnh giấc say đông, thì giờ thầy đợi thầy trống, con mau bước đến cho thuyền rồng thầy lui.
ai cũng khổ nếm mùi đãi khổ. Vì cây người phải nhỏ nghe con, nay mai hạnh đạo chưa tròn, cây già lá rụng đâu còn gì chi. Nay cuộc lễ vậy thì đã mang, khuyên anh em các bạn tu trì về nhà lưng đạo mau đi, xúm nhau mà đắp được cho đường đi bồ đề. Nói gì nói đừng thề mà mất mạng, trên thượng lại quay mạng chưa rồi, biển kia còn cạn con ơi, núi rừng cũng bị rửa vì bẩn tội quá lâu. Không sao đâu thầy tấu với Phật, nói đời này nhiều bậc công phu, thấy người không ráng là tu, bên trong có đức có dù chở che. Nhưng ráng coi mùa hè sắp tới, rầm tung mây thế giới loạn cuồng, mưa buồn thấy khổ lệ tuôn khắp miền trời đất như chuông chuồng mộng mơ. Nước thủy triều hiến giờ dưng tới, khắp nơi miền thế giới bụng ba núi non cũng ngập đây là núi nào cũng phải rửa để chương tòa lập dân. Thầy phiền con ráng gần chút qua nữa, đêm thâu canh con tựa bóng mơ ra, không buồn không thích vui cả, chỉ rồi niệm Phật Di Đà sáu câu. Chìa phá đó con đâu có biết, chính là con mở được phương đài. Cửa trần con thoát nơi mai Tây Phương, mà mở cửa rồi cung mà đài tiếp in. Con là một hành tinh mới mẻ, gình đạo tâm vui vẻ nghe trò, sáng tâm sáng đạo đặng lo, thay bình mà trong giả rồi giàu tỏ đức đầy. Xin kính thưa quý vị anh em của mình, hôm nay thì thầy cũng ráng để cất giọng ù ơ lên, biết ngày mai ngày nữa có còn không, hay là bố chia tay quý vị rồi. Cái thầy đang đứng đây nè, rồi xong hai bàn tay không có nắm gì được hết rồi. Thầy có hỏi sư phụ ơi, chết chỗ nào trước vậy? Ngài nói hai bàn chân. Rồi kế nữa chết chỗ nào vậy sư phụ? Chết lên thế chỗ này, xuyên qua hai tay trắng nhách, buông ra không có còn gì nữa hết. Phật lấy bậc trung đạo, trái tim của Phật, trái tim của mình, đó bất sanh bất diệt. Cho nên hôm nay chúng con rất ngoan đạo để mà mình lánh, chứ cái bụi trần này không thể ai tránh được. Đừng có trách nó tại sao đồng đạo không tu này, muốn tu đó, biết tu đó nha. Nhưng mà có một cái phép thần quyền nó chê, nó làm cho mình phải khổ. Nhưng bây giờ can đảm mà thực tập, mình nắm tiền mà không nắm, cư trần bất diệm, mình ở đây mà không có sao hết. Cũng như người thanh niên, thầy xin thưa, xin lỗi, mình gần một người nữ tinh tiết nhất, tốt đẹp nhất, một người nam và nữ thọ thọ bất tương thân, nhưng
Anh là anh, chị là chị, thấy không? Điện mình cúp, dây mình cuốn lại, đừng có để điện nó chạm với nhau là cháy nhà cháy cửa hết đâu. Cho nên hôm nay mà ngồi đây là không phải chung một mạch điện đâu. Điện 110 có, 120, 22 gì có hả con? Phải vậy không? Cho nên cái gì mà tới nhà của mình chơi đó, thì có nhiều khi tới đó. Trời ơi, cái người này tới tôi mệt quá, từ nãy giờ tôi muốn chết là điện nó chạm. Rồi nói điên nữa chứ, hơi cái gây điện nó chạm. Còn họp điện 122 vừa gấp rồi đàng hoàng, không kích động nhưng phù hợp với luật đạo lý, phù hợp với Phật pháp, phù hợp với cái sự tu tập của mình, thì anh và chị em đã kết tập thành bại đó. Cho nên hôm nay đó thầy nói về sửa soạn đi, sạc bình đi để gắn điện mới, mình kiểm tra coi điện mình bao nhiêu đó, đặng mình xài trong nhà mình mấy cái món đồ. Còn cái này mình không có kiểm, mình kiểm mình có mạnh không, mình kiểm mình có thời gian nào mình ngồi tri lục được bên mình không, để rửa gội không, không được. Vì ăn cơm không kịp đi làm rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết được các sư phụ chỉ đó, ăn là ăn, làm là làm, đi là đi. Ta đi xe đi cộ, mình đi bộ cũng tới nữa. Nhưng mà việc làm của mình phải năng nổ hơn. Đó như vậy chứ không phải tôi mà nói quý vị đừng làm. Sao? Đừng làm. Lấy gì mình ùm. Có ông đạo ít bữa ông về núi nè. Đông bình, bình đông. Đông bình ở đây, bình long. Mà đạo đó là tên Đông Bình. Rồi, ngày 9 hạ máy bay về với thầy, theo đi núi, đi tà lơn. Và cặp mắt của người ấy, người của người ấy tàn tạ lắm, nhìn thấy không có gì đó. Anh đem cái tốt, anh đem cái sáng, anh đem cái tất cả anh giấu mất. Anh chờ một bạn sĩ nào, anh chờ người tu nào, anh chờ ai, anh hé cho coi biết. Từ đạo Cao Đài, đạo Phật giáo Vishuddhi đi, tất cả còn có Thánh La Mô Amet chưa đi thôi. Hòa Hảo có ngày nay quay về, quay về chứ vậy, để tìm lại một vị bần hàn. Nhưng y có nói rằng con xin thầy cho con lưu bút. Lưu bút gì vậy? Lật qua ở trong đường về Tà Lơn chỉ có mấy câu thôi, mấy câu này đặc biệt y lấy vô, ghi vô. Tác giả là thầy, dịch giả là con, tên gì, sách này để lợi sau này còn đó con. Cũng như Xá Lợi Phất vậy đó, Mục Kiền Liên hay là A Nan, đâu phải tầm thường. Các chị đó có sổ sách hết, là ghi vô để những người mà không tin đó. Như ngày hôm nay thì mấy bé này ta tin rồi, ta thấy ông xuất hiện từ râu dài xuống tới đây, người ta khóc đời, người ta muốn xỉu đó. Như vậy nếu mà thấy tụt xuống liền, quỳ lại liền cấp kỳ, thì bộc hơi được cái mặt của thầy thay là rất bự rất to. Rồi ba người đã thấy hết râu, mà này này trắng mà sao râu đen. Bởi Phật phép rất nhiều màu, trăm ngàn muôn ức cũng vẫn thấy được, có được. Đức Quan Âm có một, ngài hóa ra ngàn muôn ảnh tượng của Đức Quan Âm cứu mới được chứ, có đúng không con? Việc mình tu chưa có gì muốn thành Phật, đừng giao mình mày đi. Mày miệt mài thì dao lúc nào nó cũng bén. Còn này mình chưa mài, mài qua vậy trong dao nó bén. Đó. Thì cái pháp luân thường chuyển của tất cả quý vị trong đó nó bị ngưng, bị chậm. Còn bây giờ thầy dùng pháp luân thường chuyển bên trong của thầy. Cái pháp á, thấy không? Lưng chừng lắm, nó đến rồi nó đi, nó còn rồi nó mất, cái gì cũng được hết á. Vậy đó, pháp luân thường chuyển. Anh em ráng cố gắng, bây giờ con cái nó cũng lớn rồi,
thì mình ráng tập tu để xin thuốc Phật uống, để xin cái thân Phật mình còn sống sót. Nhưng mà mình phải đi thôi, vì sanh tử bệnh khổ nha. Ráng ngồi chút xíu nữa đi nha, rồi chia tay. Không biết chừng nào hẹn với quý vị đó, nói trên núi đồ đi, nhưng mà biết đâu chút quý vị về thầy đã ngã gục ê. Vô thường, Phật nói vô thường trụ, muốn trụ giờ nào trụ không sao hết. Nói vậy cái về bỏ tiền đem cho tầm bậy, rồi nói vậy cái đi về đi bố thí, đi cầm, ngu dữ vậy. Mình cho con bò ăn, mình cũng phải cho nó ăn cỏ. Con bò này nó nấu ăn, cho ăn cái gì trước? Ăn cỏ già trước. Rồi nó nấu ăn, mình cho ăn cỏ non hết, cỏ già nó dặm, nó bỏ. Ý là tại mình, mình tu khổ hạnh trước đi, khổ cực giảm dường bao trước đi, sau này mình thấy được là nó dễ dàng, mình bước lên nấc thang về cõi tình. Mình tu điều gì nhất biết không? Mình nhã nhịn cho qua. Chừng nào hát bạn vàng ca chùa dẹp hết thì ta mới ra đời. Sao vậy thầy? Để thay thế cho cuộc đời mới được, chốn thiền môn nước ngược ta chèo. Biết hy sinh thì phải lái phải lèo, nhưng chấp nhận sự nghèo quá lý đạo. Chúng con ngôi vườn tim kia mà thầy chưa vào, ở ta bà này đâu sắp sao làm chi. Nam mô Đức Phật từ bi, khổ đàm gia hộ chúng đi tu hành. Tu là giữa cái gốc lành từ thiện. Cái gốc đó nó già rồi, không có bịa chuyện những gì, không sanh cành mọc ngọn làm chi. Nghe bần sĩ về tu đi bớ đào, nếu toàn vẹn thì vườn tiên mình vào, thầy dẫn con về không gương giáo đâu trong. Ngồi đi một tiếng mẹ thâu, ngồi đi một tiếng thì nhìn đâu coi trời. Đừng ham muốn. Nếu mình vay vốn thì phải trả lời. Đêm mì buồn thì nhớ đảo ra rồi tâm can. Con người đời tục dở dang, bỏ đi thước ngọc đền vàng như vua thì chưa có, còn hơn thua gì nữa. Lâm thình kia nó tỷ lửa cháy lên, không ai đốt hết mà lửa tràn, đó là sao thiên hóa hạ sang xuống rồi. Thầy biết trước chứ, nơi rừng đồi cũng phải sụp. Mà thương chúng con sao lặng hụt làm chi, quay trở về với đức mẹ mau đi. Về tâm trí về thì nơi chỉ càng. Mình ngồi tu đó, đâu có mặc áo, tu gì đâu hối hả. Mình ngồi như mình cuồng rồi mình đã hiện thân. Ở đây con trẻ ở trần, mình là sao sống là người dân Phật đường. Sau này mình có hỡi vua dương, bình minh sáng ta rạng rồi vua đường gần tới. Bây giờ chưa hát bán nhàn ca, trời sai đệ tử phục mà xuống đây. Nhớ vô, đừng có chứa cái tật bệnh quá đầy. Mình kiểm tra từ phút á, canh chày mình hay, đem ra như tại tân bay. Ta không chấp chữa của nay trần đời. Mình nói một mình đó, nhưng mình điên vậy đó, đồng đạo ai ơi. Sửa từ thiện nói, sửa lời nghiêm ngôn, rồi tu sắc thịt tu hồn, mình ráng hấp thụ chỉ tồn ngày sau. Xin kính thưa chúc hết đồng đạo ráng tu mau, ông bà cô bác
coi chừng sụp áo bề sâu, tránh đi đỏ, tránh đi trò, không có báo đâu. Đừng ve đừng vuốt canh thâu làm gì, mình cứ giữ đạo hạnh, mình kiên trì nhẫn nhục, mình đem sắc thân này đôi chút tình thương. Nếu không nói lại đại đường, thân này giả dối miền trường được đâu. Nói mà không làm thì hổ sâu để chìm đắm. Ai cũng muốn nằm chiếu gấm niệm đùa. Ai cũng muốn ăn chứ không phải muốn thua. Nhưng gieo giống Phật trễ mùa không gặp được. Mình muốn gặp bạn đó, tốt nè, thương nè, mến nè, không có nói ngược. Nhưng tại điện của mình không được hòa chung. Con người giá dại giá khùng, chừng nào sắp nổ đùng đùng thầy ra. Biết làm sao không? Thầy muốn về Lam Thiên để nhìn bao la. Nhìn cây tầm bách có một mẹ, một cha hai cần. Nhìn đi đâu, tại sao anh em ruột của mình là giành là giật? Của cha mẹ của mình rất cực thở nào, không mến thương xé cách làm sao thua tổng bách ngày nào xuất hiện. Thầy nói đây không bao giờ ngụy biện, nói có Phật có trời, nói chuyện thiên con. Chính mình chất chứa quá dơ, ngày nay thầy dẹp hết mây mờ sáng trùng. Có của dư cũng không mừng nữa đạo, mà mình nghèo cũng có sao hết á, nghe không? Mình đừng có lục lão để rồi buồn. Thế gian như thế chuồng chuồng, sáng ba chiều mất gió luồn thổi qua. Sự tu niệm đó, ông bà cô bác thầy nhìn rồi có một lát đắc thân. Kim lỡ sống ở tại trần, ta nhìn, ta biết, ta gần, ta tri. Bảo đồng đạo tu đi để hưởng, có tấm thân thu con dưỡng tay truyền. Sáng tới chiều nói mãi triền miên, không ngưng được gì dưỡng liền phải lòng. Ráng đi con bài này thầy tặng, ở trong ngoài rồi biển vắng xa xưa. Tình mai không sớm thì chưa, thuyền từ thầy đậu bên sông thưa sỏi buồn. Nước kìa, mình nhìn coi sông chảy có nguồn. Người thì vui vẻ rồi sáng buồn tối nguy. Mới nói chuyện đàng hoàng đi rụt trở lại sân si. Mình nắm mình không được nè, rồi ai ghi bây giờ? Mình tu như thể phất cờ. Con ơi đừng mịt đừng mờ, thầy vui ráng mở mắt. Đừng bùi ngùi nghe đạo, thấy rồng tiên nè, thấy núi bao tia vàng. Nhưng đừng vì ngà ngọc giang sáng lượng để biết cho đạo tràng thông cảm. Đêm thanh tịnh thầy buồn mờ ám, tinh quỷ sắc thân này mà không dám nghe con. Lời khuyên văn tử chưa tròn, con còn về bảy núi nghe con tỉnh thần. Cho nên thầy đâu có tính đập đạo sĩ bận. Thấy rồi cũng có chưa lần lần hiện ra. Nhìn kìa ông lão không xa, ông tên gì vậy con mà biết không? Ông đã bận đó đập. Ông lái chiếc xuồng dâm, khi đầy, khi mất, khi còn, khi lưng.
không vui ông lại rất mừng, coi chừng đưa trái nữa lừng, nghe con ráng tu chắc chắn mình còn nhìn người rồi qua biển rồi vượt non con về. Sữa mát tựa giấy kệ rùng rợn, nãy đến đời còn bận giỡn hay không? Về đi học lý của ông, học câu mà niệm Phật thuộc dòng Bồ Sơn. Ai ai giận dỗi giận hờn kể họ, mình ở đây như nhà trọ nghe con, xác thân chút nữa hao mòn, nhìn trăng mà đang phiết hay tròn lúa ly. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn có chi, con người mà đường sống chết thì trông thấy. Tiền dư của tiền tài vật chất, mình chết rồi nó cất ngàn năm. Bây giờ mình đến bình thăm giả từ đồng đạo trong tâm an nhàn. Đừng có nghĩ bướng càng mang tội, công của con lặng rồi quá bờ. Tại vì má tính còn khờ, ông về ông dậy bất ngờ. Ngày nay chỉ cho rõ gái trai hiểu rõ, đừng ý vào mua mỏ của môi, tới đây ắt cũng phải trôi. Mưa ngâu gió tấp rồi ngồi tái thế đây, rồi tới năm về mưa biết ai ai đứng ra tiêu diệt phàm trần. Đó là chư tánh chư thần ở trên thượng đế quay dần. Thôi nhớ lại con ráng ngồi tu tình, làm gì làm đừng dính bụi sầu. Chư Phật xuất hiện tánh thâu, còn thầy ghi nhớ đôi câu của trò tình. Đồng đạo ráng lo nghe đầu, mưa sắp tan dòng bão sóng thần. Kỳ này nước đã trào dâng, thầy buồn biết mấy vì đời gần không sống. Nói lý đạo quỷ mơ chê chán, điểm công phu chưa mãn cho thầy còn. Gửi lời kính tặng quý con, nếu còn thương Phật thì chịu lòn ép thân. Mình hiền hậu hiền gần biết mấy, mình thảo ngay không bấy không xa. Lưng trên thượng phụ vậy mà bao giờ bỏ đói con mà ai đâu. Suy nghĩ kịp canh thâu quay bước, chúng con ôi mấy lượt đã rồi. Giờ này cần lắm con ơi, tỉnh tu mà thức dậy coi rừng đồi lung lay. Ráng về kiểm trong ngoài cho vẹn, còn bên nam không thẹn mây rồng. Làm hiền cứu tổ cứu tâm, đây rồi ngọn gió cuồng phong đang đùa. Trời thời tiết đổi mùa quá rõ, tu theo thầy khỏi mỏ khỏi chúa. Đừng làm thế sự họ buồn, mình đang dâng hiến để tập ba tuồng tình thương. Thầy dẫn con qua mương trần trượt, ráng đi con rồi vượt qua bờ. Nhìn thấy con quá dãi khờ, tái đời mà ác ba đạo. Hiện giờ làm sao, bà mẹ dặn công lao biết mấy,
Dù trần nay có quấy thứ tha, trong đời mặc hạ vậy mà con về tiếng động Phật bà đợi trong. Kết thúc cái chương trình hôm nay, xin chủ đề của quý vị đi. Không để lời than, thầy than với đạo. Nam Mô Di Đà Phật, chủ đề hôm nay thì vui lắm, nhưng mà thầy cũng than buồn với đồng đạo anh em nha. Thầy thương quý vị nhiều lắm, nghe không? Chứ không phải tầm thường. Nè, thầy thương tớ dường bao chi xiết, tớ thương thầy tỳ điếc hai tay. Tớ ơi đừng nói chua cay, thầy đâu có hại tớ nay bao giờ. Rồi tiếp tục, thầy còn đây mất bỏ đi đâu. Mong bổn đạo đừng sầu đừng khổ, ta ẩn dạng chờ ngày long qua trổ. Mấy tâm thơ bối bổ cho trò, ở quê nhà sớm liệu chiều lo, học cho xứng là trò quân thượng. Bao nhiêu đó đã đủ rồi nha. Tôi thầy xin kính chúc là cảm ơn hết tất cả quý vị nha. Lành mạnh nha, đó tốt, sáng suốt vô cùng. Đằng sau này ngoại lai nó đi vô đó, mình liếc là biết cái tên này là tên sứ giả hay là tên gì vậy. Sau đây đất Việt Việt Nam á, nè, không có cho dân đi lên đâu, chặt đất. Dạ tới thầy, cho ai vậy thầy? Kỹ sư nè, bác học, khoa học nè, cái tụi đại cầu, cái tụi sáng như trăng cho mày vô đây nha. Ta cho mày mướn cái công ty này, hoặc là mày cứ xây cất cái công ty này bao nhiêu trăm tỷ mấy, rồi mấy ký hợp đồng 50 năm hay là 70 năm mình khỏi làm. Đến đúng hợp đồng rồi mời anh sẽ ra. Vì hôm nay đã đến ngày ký nhận rồi thì Việt Nam mù trí rất không thường. Sau này quý vị sống ở coi Gò Tháp nha. Mỏ dầu này trong thế giới không có bằng đâu, nhưng bây giờ trời đất chưa cho mình phung phí vì mình chưa tu. Mình chưa kiềm chế lại cái tâm của mình được, mình chưa có tiện tận. Thầy đi một vòng rồi, đây, đi giúp cha của cái cầu chiến này đó. Thầy không biết nói gì, thầy nói đồng Gò Tháp mênh mông rất rộng dài, hỏi trò Phật định để cho ai? Ông Tám ông lắc đầu, để cho hiền sĩ quy nhất đó, kiếm thép rủi sông báo ngô đài. Ôi ơi, người hiền người tu hưởng hết trơn. Thấy không? Đó, như vậy đó. Rồi, Gò Tháp nó đâu phải cái gò, cái núi, nó cũng bằng như ruộng vậy, mà bao nhiêu cảnh lục lạo trôi lên gió đùa, không có ngập được cái Gò Tháp. Quý vị đi đi. Nếu mà không có ngày này mà thầy Nguyên thì dẫn quý vị về Tổng đốc Binh Kiều nha. Còn bây giờ thì cái cuộc lễ đó mình nương theo ngài vậy đó. Nhưng mà quý vị về tự suy nghĩ. Suy nghĩ chứ không phải là suy biến đâu. Để rồi coi, bởi vì người tu thầy bắt buộc phải ngồi để suy nghĩ, để lau chùi sáng trưng luôn. Mặt mày chừng 6 tháng 3 tháng thấy khí tiết đàng hoàng, sắc khí đậm đà, điện lực của trời đặt đi cùng người hết, không có chỗ nào méo, không chỗ nào mở, không có gì hết. Mà sức mạnh của con người, của trời đất lập ngày sau đây đó, vô cùng đẹp, vô cùng tốt, không ai bằng đâu. Đó, như vậy mới tu, tu làm người thượng quân thánh đức. Xin cái thưa quý vị, chứ chưa có thành Phật được, nghe không? Đó, còn chùa bây giờ lập á, quý vị biết chưa, cảm ơn đầu đội dê mang vô để sám hối, nghe không? Mà không biết có sám hối được không nữa. Hối ai? Mình sám hối. Đó, là mình cảm ơn Đại Đức Thiền Sư cùng tất cả các vị mà tạo được cái ngôi Tam Bảo đó thì biết quý giờ nào. Còn thầy thì không có chùa, không có chùa, không có gì hết á. Nhưng tu được không? Được chứ. Nhưng mà ai? Người ta chửi mấy vị này chừng 10 tiếng thôi. Ta vô chùa ta dám chửi không? Không. Nhờ chửi 10 tiếng nó mau đắc đạo. Còn trong chùa không ai dám động mà. Quý vị, đó, như thế thì cả hai đều là thua cái đó thôi. Chứ không có gì là. Thì mong chúng con an lạc nha. Thôi kết thúc chương trình. Lâu lâu chút mới được gặp thầy nha. Ngày 30 giao thừa thầy tiếp một sư cô Hồng Đức.
đi tu 15 năm. Bây giờ quay về gọi thầy con là bẩm sĩ đó thôi, con không biết là nhưng mà nói vậy thì nói nghe không. Để trở về đây trong một đêm 30 thôi, sáng ngày cô về ở Trà Vinh. Lý do ba cảnh chùa rồi đó quý vị, để thử thách, để coi, để rồi để coi có thấm nhuần vừa lòng không. Đó là tâm tiên ta rơi xuống, nhiều khi không đúng, hay là nhiều khi không đầy, nhiều khi nói như thế nào đó, thì người ta đi tìm lối khác, không dễ gì nghe, không dễ gì chúng sanh mà mình bắt được đâu. Nói cho quý vị biết vậy đó, không bắt được. Không lắm, các nước còn phải phục tùng đó. Như thế thì quý vị thấy cái trường thi kỳ này, gạo, lúa nè, nó lên trời luôn đó. Thấu về trời mà. Đó, như thế thì mình có sợ không? Các nước kia đem giấu hết, thù bao nhiêu cất hết. Vì ta không sức đi thì mình lỡ mình chửi sao? Đây là nói chuyện đời chút cái gì nghe. Còn Việt Nam vừa nói đem dừng hiển bán hết cho người ta ăn, thấy không? Thì bây giờ tất cả nước Âu Châu lên tiếng rằng Việt Nam rất tốt, rất khôn, rất mềm mại, rất dễ mến trong cái ngày kết cuộc đó, thì mình đã hơn rồi đó. Còn tu còn hơn nữa kìa, nhớ không? Sau này bằng pháp kìa, thằng pháp là thầy không thích. Sau này mình sẽ trả quả một cách không thường được, nghe không? Vậy đó, nó còn bắt vua Bảo Đại đi về bên nước nó không để Việt Nam có vua mà, thấy không? Mày thấy việc của mình làm không? Nhưng mà mày làm mày nghèo lắm đó. Sau này mày còn về ở Gò Tháp văn câu đọc lờ trả ơn lại cho mấy vị này nè, chứ không phải tầm thường đâu nha. Giờ mày trắng phải không? Sau này mày về nơi cái khung nào đó, nước châu Phi trắng lại đổi liền cấp kỳ, còn mày sẽ đen thui. Sao? Việt Nam bây giờ chưa có đồng, sinh con ra lùng có, cao có. Nhưng bây giờ mình lựa làm sao được, ráng tu chuyển kiếp. Việt Nam sau này to tướng, thông minh đó. Nhưng mà nó bắt cái gì? Cái thần linh của mình. Nó bắt cái người nhân tài đi rồi. Nhưng bây giờ nó trả lời vì mình khôn hơn. Qua bệnh hy sinh, học đêm học ngày. Học mà mấy cô của nước Âu Châu còn sợ luôn đó. Để mình lấy được cái tài liệu bên đó về. Thì bây giờ 10 phần mình lấy được gần năm rồi đó gì. Sau này tao làm hết, tao không cần mày nữa, nha không? Mình phải tập huấn như vậy để chiến thắng nha. Đó, như vậy đó mình còn khôn. Dạ thưa thầy, bắt chước thưa thầy không nổi, phải nổi để tìm hiểu, để mà kết luận. Nhưng mà bình luận chứ chưa kết luận. Từ đây sắp tới thường vì con sẽ thấy cái người tu vui vẻ lắm. Nói vậy đó. Có một chị hỏi, trời ngồi sớm mơ giờ Pháp á, không thấy người Việt Nam nào. Con trả lời sao? Có chứ mày. Mày về kêu ông nội ngoại mày qua đi, tao chỉ người Việt Nam cho. Thì hồi nó đánh á, cái môn đó thì ông nội ngoại nó còn nhỏ, đúng không? Bây giờ làm sao nó kiếm được? Mày không kiếm được Việt Nam đâu. Mày về mày đem ông nội ngoại mày vô đây là Việt Nam trước mặt mày, ta đem ra cho. Còn bây giờ mày không có được thấy, thua, thấy không? Đó, sau này đánh quá đi câu này chỉ trí thôi. Đó, thì chúng con ráng cẩn thận. Thầy ơi, con sợ quá, phải có cái ngày này để tiễn đưa tất cả quý vị, để kết tập thành bài đưa quý vị lên đài tiên Phật cảnh nha. Nếu mà không có cái này không được. Đó, vậy rồi mỗi ai bên nữ bên nam có cam chịu mà tu khổ hạnh không? Có không? Đưa tay lên nè. Ôi, nhưng bây giờ khổ hạnh không có bằng ngày xưa. Ôi, ra tìm hủ tiếu hay ăn no rồi. Còn thầy chút xíu xuống sắc bầm này kia nọ, đủ món hết để trao đổi với quý vị đây. Đó. Nhưng mà lý do thầy cho con biết tại sao. Thầy cho con ăn ngon hoài vậy thầy. Nếu không ăn ngon, quả địa cầu này những khu trục bị khô hết rồi, những gầm xương của chúng con bị loãng hết, sức khỏe của quý con bị thu hút vào cái địa phận của vũ trụ. Thành ra bây giờ
hạ canxi, B1, B6, B12 mất mát hết. Quý vị ăn không trúng cho nên người chóng mặt, muốn xỉu. Bệnh nhất cả con người sáng ra mới hết. Thì thầy là cũng một ông thầy thuốc để giúp cho tất cả chúng con. Từ đây sắp tới mình phải học lý đạo nhân. Nếu 5 tháng 3 tháng chúng con rời bỏ đi để về học đạo thì chỉ cho học pháp đạo nhân. Thôi xin thưa quý vị, anh em của mình đừng buồn nha. Thầy cảm ơn quý vị đã làm xong phần sự ra dùng một bữa cơm thân mật. Rồi chia tay. Nam mô Di Đà Phật, chúc lành quý vị nha. Tốt lắm.